Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chúng ta chắc ai cũng đã từng một lần cảm thấy thích thú khi nhìn thấy những ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc trên những đường phố hay những ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy với những đường viền được gắn dây đèn đủ màu sắc. Chúng ta cũng không khỏi trầm trồ khi bước vào những không gian được bố trí ánh sáng hài hòa với những dải ánh sáng uốn cong mềm mại trên trần, trên vách. Để tạo ra những ánh sáng, màu sắc, không gian như thế có một sự đóng góp không nhỏ của đèn LED trang trí. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về tính năng cũng như công dụng của đèn LED trang trí. Bóng đèn LED trang trí gồm có dây trang trí LED là một dải LED siêu mỏng, được cấu tạo từ nhiều chip LED nhỏ nối tiếp nhau liên tục và linh hoạt về màu sắc. Được thiết kế và gia công trên bề mặt bản mạch điện tử dạng mềm, dài. Bên ngoài dây LED trang trí được bao phủ một lớp bảo vệ plastic mềm hoặc silicon trong suốt. Chiều dài đèn LED dây có thể tùy ý, có khoảng từ 5 đến 100 mét, dễ dàng cắt nối tùy theo điều kiện lắp đặt và thiết kế siêu mỏng nên có khả năng uốn cong linh hoạt. Do cấu tạo bởi nhiều chip LED nhỏ nối tiếp nhau nên khả năng phát sáng của dây LED là rất cao. Ngoài ra, màu sắc cũng đa dạng như các màu trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời hay vàng. Tương tự ưu điểm của đèn LED, dây LED sử dụng hiệu điện thế thấp, tiêu tốn ít điện năng, tiết kiệm 80% năng lượng so với đèn thông thường, tuổi thọ 40.000 giờ, dài hơn 40 lần so với đèn sợi đốt. Cường độ sáng của các mắt LED cao, ánh sáng từ đèn chân thực không chứa tia tử ngoại và bức xạ nhiệt nên thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. Vỏ silicon kết hợp với mạch dẫn kết nối các mắt LED là nơi tỏa nhiệt trực tiếp, giúp cho các mắt LED hoạt động được tốt, gia tăng tuổi thọ cho toàn dây LED. Vỏ dây được bảo vệ cao giúp cho dây LED trang trí hoạt động tốt trong cả môi trường trong nhà và ngoài trời. Ngoài ra, kích thước dây LED trang trí nhỏ, gọn, nhẹ, khó vỡ và cấu tạo thông minh, dễ dàng uốn, tùy biến hay cắt, giúp dễ dàng trong việc lắp đặt, đa dạng về kiểu dáng và phong phú về màu sắc, nên dây LED trang trí sử dụng rộng rãi trong đám cưới, khách sạn, quán bar, các tòa nhà thương mại, trang trí cửa sổ, câu lạc bộ, sân khấu, giúp mang lại sự sang trọng, thanh lịch, lãng mạn và ấm áp cho không gian sử dụng. Vừa rồi là những chia sẻ của tôi về cách nhận biết và công dụng của đèn trang trí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.